đối với những cửa hàng rửa xe chuyên nghiệp thì các bạn đã nhầm rồi đấy. Bởi vì là ngoài công dụng có thể vệ sinh xe cộ thì bạn có thể vệ sinh sân vườn và nhà xưởng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Và chính vì vậy thì ngày hôm nay Thu Phương sẽ giới thiệu với quý vị chiếc máy rửa xe Ezen N6708 và cách loa sử dụng chiếc máy rửa xe này nhé. Ezen N6708 là máy rửa xe chuyên nghiệp có khả năng đánh được những mảng bám bẩn lâu ngày một cách dễ dàng và nhanh chóng. Máy chỉ sử dụng motor từ nên có khối lượng nặng hơn so với motor chổi than một chút, nhưng đổi lại thì động cơ hoạt động bền bỉ và mạnh mẽ hơn. Máy rửa xe N6708 hoạt động với công suất mạnh mẽ là 2300W, với lưu lượng gió là 8 lít trên phút, áp lực tối đa là 123, áp lực làm việc là 93, đem lại khả năng xịt rửa tuyệt đối. Thu Phương tin chắc rằng đây sẽ là một sản phẩm tuyệt vời dành cho quý vị. Bây giờ Thu Phương sẽ giới thiệu với các bạn bộ phụ kiện của chiếc máy rửa xe Ezen N6708 và cách lắp đặt của máy nhé. Bộ sản phẩm máy rửa xe bao gồm một thân máy chính, một ống kết nối nguồn nước, một bán súng, một dây phun áp lực dài 8m, một ống nối, đầu phun xà phòng và đầu phun linh hoạt. Ngoài ra máy còn được trang bị thêm một dụng cụ kết nối nguồn nước. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt máy rửa xe. Đầu tiên các bạn sẽ lắp đầu nối và bắn súng. Sau đó bạn sẽ lắp đầu phun. Đối với đầu phun linh hoạt thì bạn có thể thay đổi tùy theo mục đích sử dụng. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng thêm bình xịt xà phòng. Tiếp theo bạn tiến hành lắp dây phun áp lực, một đầu và bắn súng. Đầu còn lại thì bạn lắp vào máy. Các bạn lắp ống kết nối nguồn nước bằng cách lắp dụng cụ kết nối nguồn nước. Sau đó lắp ống nối. Đầu còn lại thì bạn lắp vào nguồn nước và có khóa chốt cài. Chiếc máy rửa xe Ezen N6708 hoạt động bền bỉ và mang lại hiệu suất công việc cao, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay một chiếc máy rửa xe này, các bạn hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội là 024-3785-5633 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3830-8569, hoặc các bạn có thể truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt hàng online. Đừng quên like, share video này và đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa của Meta nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.